Chúc mừng năm mới và chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews. Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày đầu năm, ngày 1 tháng 1 năm 2021 nhé. Mới đây, một đoạn video quay cảnh nam nhân viên tại khu cách ly kiểm dịch đang hồn nhiên đong đưa trên chiếc xích đu như xua tan mọi mệt mỏi mà dịch bệnh COVID-19 mang lại đã gây sốt trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ cảm xúc yêu thích, khen nam nhân viên này lạc quan yêu đời. Bên cạnh đó cũng có nhiều người đồng cảm, thương cho các cán bộ y tế đang đứng ở tuyến đầu chống dịch, không ngại gian khổ hoàn thành trách nhiệm với đất nước. Được biết, đây là nam nhân viên tại một khu cách ly ở tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, tranh thủ thời gian rảnh trước giờ phát cơm cho người cách ly đã đong đưa giải lao trên chiếc xích đu. Khoảnh khắc này vô tình được bạn Trần Ngọc Huyền, một người cách ly tại khu ghi lại, chia sẻ và bất ngờ hot trên mạng xã hội. Bạn Ngọc Huyền cho biết mình vừa đi Nhật về thì được chuyển về đây cách ly, chi phí cách ly chỉ hơn khoảng 3 triệu đồng, hàng ngày được các anh đo thân nhiệt và giao cơm. Nhìn các anh phải mặc đồ bảo hộ suốt 24/24 giờ, leo bộ 5 tầng lầu để giao cơm nên mình thấy vừa thương vừa biết ơn. Lúc đi Nhật về, mình cũng phải mặc đồ bảo hộ nên mình biết cực kỳ nóng và khó chịu. Nhiều người sau khi xem clip cũng không khỏi đổ gục trước sự yêu đời của nam nhân viên y tế, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm cho nỗi khổ cực mà những người ở tuyến đầu phải đối mặt hàng ngày. Năm 2020 là một năm tràn đầy áp lực và thách thức cho toàn thế giới, đặc biệt là đối với các nhân viên y tế và cán bộ khu cách ly. Trong thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khi nhà nhà người người hòa chung không khí vui tươi, thì những cán bộ ở các khu cách ly vẫn ngày đêm cực lực làm việc, đảm bảo kiểm soát dịch bệnh COVID-19 một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức này và hiện nay SNews cũng đã có mặt trên nền tảng chia sẻ video TikTok. Nếu như các bạn quan tâm thì chúng mình sẽ để đường link ở phía bên dưới nhé.